Xin chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Thì mình là WinFan đây. Hiện tại là mình đang có mặt ở một cái trang web tên là k98vn.com. Thì cái này là do một nhóm, ta gọi là một người Việt chơi bên server quốc tế. Bây giờ mình sẽ nói thẳng là server quốc tế đi, cho ngắn rộng cho bạn biết là quốc tế tiếng Anh đấy. Thì đã tạo ra một cái website này. Cái website này để dịch thuật, để nói chung tất cả sự kiện đồ là bên dịch thuật võ sĩ đâu, là nói chung là bên đây sẽ có hầu như là gần đầy đủ, hầu như là khá đầy đủ rồi, khách mà cũng kiểu như là đủ, cũng có thiếu mà mình nghĩ là chắc trong vài ngày tới hay là cũng trong năm nay người ta sẽ bổ sung cho các bạn nha. Thì chúng ta muốn, các bạn muốn đến trang web này như thế nào á, thì các bạn nhấn vô Google này, các bạn cứ tìm cái chữ KOF98 Việt Nam này, là nó sẽ ra đây, đầu tiên luôn nhấn vô đây, nó sẽ có cái cốt truyện, dạng như cốt truyện series nhiều, nói chung là nó như cái truyện tranh, nói chung là nó kiểu một cái trang của bạn giải trí, một cái trang Wikipedia của K98 vậy. Mình không nói là cái trang này có nhiều nhất, mình chỉ nói là cái trang này hầu như là các bạn xây theo mình đánh giá, theo mình đọc thì cảm thấy cái trang này nói với mình nó dễ hiểu, là ý kiến cá nhân của mình nha. Các bạn nào có thích hay gì đó, thì có bạn có tham khảo trang nào tốt hơn đó, thì cứ để lại cái link ở dưới phần comment nha. Thì chúng ta sẽ đi tiếp với cái trang này như thế nào. Thì đây có trang chủ, trang trí, giải trí thì có truyện tranh, cốt truyện, thì cái này là các bạn cái nào rảnh tìm hiểu sâu về cốt truyện game á thì coi cái này. Còn không như tân thủ á thì nói chung thì các bạn thắc mắc á thì cứ nhấn vô thôi. Còn là quay bóng này nó bên server quốc tế thì mình cũng không đụng tới nó. Còn cái album thì mấy cái album voi là mấy cái trong mấy con nhân vật video thì trong này là có tính đều có tính năng này, một cái tính năng nói chung là bạn sẽ coi đây này, tính năng hầu như là bên mình cũng có rồi, bên đây cũng có bản dịch rồi này. Cái đồ chơi thì bên đây thì chắc có và thiếu một vài thứ thôi, nguyên liệu rồi là sự kiện mini game. Thì cái quan trọng nhất á mình đang hướng tới cho các bạn là trong chế này á, thì đó là một cái võ sĩ này, mình sẽ vô cái thư mục võ sĩ sẽ tới chất 15 đây. Thì hiện tại trong đây là cũng có gần khá đủ rồi nè, nó cũng có tới diamond rồi nha. Thì nói chung là các bạn coi, các bạn tìm, các bạn muốn coi ngày mai nhắn như con đó, chẳng hạn như mình muốn coi gato tại vì mình đang chuẩn bị ít mắt gato thì mình nhắn như con gato đây, nếu mà nó sẽ lock nha, đây nó sẽ lock khá là nhanh gato không tin võ sĩ. Và cái người là người đăng cái gì biên bích, thì tôi rất cảm ơn ông đã tạo cái trang web này, thì nhờ có ông gì mấy bạn sẽ dễ hiểu gì chơi, dễ nắm bắt thông tin về trò chơi và tiếp thu dễ hơn. Rất cảm ơn ông đã tạo ra trang web này. Tôi rất thật sự tôi rất ngưỡng mộ mấy cái người mà đã làm ra một cái trang website mà để cho anh em đồ vô tìm hiểu võ sĩ, vô tìm hiểu game. Mà tại vì mấy ông biết một làm một cái website là mấy ông mua tên miền thôi là cả trăm ngàn rồi. Tại tôi có bạn làm bên web, tôi biết, tôi mới có hỏi nó rồi. Vậy là mấy ông chưa hẳn là mua tên miền xong, một cái ông phải tự làm tặng mấy ông làm gì có cái dòng comment này, mày làm cái dòng comment cũng cực chứ bộ, mày ông thấy đơn giản chứ cũng cực phải cái liền ra. Thì mẹ, tôi rất ngưỡng mộ chứ, tôi sao tôi làm được, tôi ngáo quá liền à. Thậm chí BK hoài luôn mà vẫn không lên nổi tâm sư. Thì chúng ta sẽ nhấn vô gato. Thì gato thì nó vẫn đang có cái này là chắc treo hay gì đó. À, chế độ chơi cốt truyện vậy chứ. À, thông tin võ sĩ. Chúng ta nhấn thử vô thông tin võ sĩ nha. Gato, coi có gì không. Tôi không biết bên này up chưa. Thì bên này chưa up thì thôi chúng ta có thể coi cái khác. Tại vì bên này server Mỹ thì nó có nhiều con nó chưa up. Thì thôi thì mấy con up rồi thì mình sẽ coi thế thôi. Thì giờ đâu. Coi Terry đi. Này, này. Terry thì cũng lâu rồi. Thì đây, nó có gì ngầm để các bạn đăng môn. Có hồng sắc hồng hiệu giống như bên K98 của Gaina thôi, nó cũng như trang vậy nè. Đây, một cái bảng thôi. Nhưng mà nó khác là Gaina nó sẽ hỗ trợ tận tình. Ờ mà nó hỗ trợ tận tình thì nó chỉ đa số tôi thấy nó hỗ trợ nạp tiền nhiều. Cái này hiểu kiến cá nhân của tôi thôi. Thì nó vẫn có chiêu này nọ, các bạn không hiểu các bạn cứ lên đây coi. Đấy. Chiêu thì kỹ thức tỉnh rồi, lục môn cái kiểu tứ môn đồ này nọ bla bla bla. Thì cái vấn đề đây á là mình sẽ nói về võ sĩ đi. Cái đầu tiên mà để các bạn tìm hiểu cái game á, để bắt đầu chơi một cái game hay là để định hướng về các bạn đua top server, muốn làm top server hay là muốn làm kiểu không muốn làm top 1 hay là top 2, top 3 hay là làm top 10, top 20, top 30, top 100 gì đó. Thì nói chung là các bạn đã ý định để các bạn leo top thì các bạn phải biết đầu cái việc, các bạn biết đầu tiên cái võ sĩ để các bạn định hướng được cái đội hình của các bạn chơi như thế nào, võ sĩ ra sao, con nào khác, con nào đam cao, con nào trâu, con nào kỹ năng, con nào xả CC hay là con nào đẩy nhây. Đấy thì đó là cái điều các bạn nên biết đầu tiên, đó là võ sĩ và bài học đầu tiên mà mình muốn nói tới các bạn. Thì đây là một số kinh nghiệm của mình đã tích lớp được từ hơn 2 năm chơi game của mình. Mình biết là mình không chơi hay hơn ai trong bất kỳ cái trò như trên tấm này. Mình chỉ biết theo kinh nghiệm của mình, là theo ý kiến cá nhân và kinh nghiệm mình đã trải qua hơn 10 cái hàng tạo mà bị kiểu như bị lỗi của mình. Nói chung là mình chơi ngu, chơi nói chung là lấy bó tú bó tào lao tiết tùm lum hết trơn á. Nói chung là một phút bắt đầu đấy. Bây giờ thì đây là kinh nghiệm cá nhân xin máu của mình, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Thì cái này là miễn phí, các bạn muốn nghe thì các bạn sẽ đỡ một tí, còn các bạn không muốn nghe thì cũng đâu sao, tại vì mình không ép các bạn, cái này là do các bạn. Nếu mà các bạn muốn cảm thấy nó bổ ích thì các bạn cứ nghe, hay là các bạn cảm thấy lúc cái này mình cần, cái này tôi cần, cái này tôi rất là cần thiết để tôi chơi một trò chơi hay là bắt đầu cái gì đó nó suôn sẻ một cách mà không bị ngăn cản, không bị mà gọi là cuốn hút theo một cái là nó kiểu khuyến mãi nhiều quá, ham cái kiểu gì đó. Thì đây là bài học đầu tiên, chúng ta đến tới bài học của tìm hiểu về các loại võ sĩ. Thì trong thế giới quyền chương K98 thì có 3 loại võ sĩ, đó là phân chia theo đã, vệ, kỹ nha. Đã trong tiếng Anh là DPS, là đam theo thời gian, ta gọi là DPS. Còn kỹ người ta gọi là gì sao ta, kỹ hình như mình nhớ là tiếng Anh là cái gì nào, quên mất tiêu rồi, mà nó khó lắm. Còn vệ chắc chắn nó sẽ là tăng cơ đây, vệ chắc chắn tăng cơ, còn này là đã, con này mình coi Terry nó sẽ đã. Đã thì các bạn sẽ lưu ý là nó sẽ có cái hình màu đỏ
Đây, nó sẽ có một cái khung, cái chữ tùy theo nha. Nhưng mà tiếng Anh thì rất là dễ, nó sẽ ghi trong là chữ DBS. Còn tiếng Tàu á, thì nó sẽ nguyên cái khung dấu sĩ. Nó, ở tiếng Tàu sẽ không hiểu đúng không? Nhưng mà cái màu đỏ rất là đậm, đó là cái tượng trưng cho của DBS là đã, của hệ đã. Đây, hệ đã là màu đỏ này. Các bạn nên nhớ đỏ đậm nha, mình ghi nhớ cho mình nha. Đỏ đậm là hệ đã nha. Làm ơn nhớ cho mình cái này kiến thức rất là cơ bản. Nó không phải gì gọi là một cái gì đó mà các bạn phải mình phải ở quá đâu phải quá học lý, quá văn là khi bạn giải phương trình nó rất là đơn giản là đã là màu đỏ. Đó, xong, dễ thôi. Còn tỷ là màu tím. Chẳng hạn như Rubik cà tím hay Athena. Đây, mình sẽ tỷ. Đây, tỷ thì nó kiểu như là vẫn y chang, nói chung là không phải y chang như đã mà nó cũng tựa tựa vậy, nó lai giữa đã, nó lai giữa đã và vậy ra kỹ nha. Thì kỹ thì các bạn cứ nhớ là nó màu xanh. Đây kỹ thì mấy con à bạn, mình xin lỗi cái này mình sai, kỹ là màu tím các bạn nên nhớ nha. Thì đối với cái server quốc tế thì kỹ các bạn sẽ nhìn sẽ biết liền màu tím. Ủa vậy màu xanh nước biển chứ sao màu tím được, cái này mình sai, cái này mình sai, mình nói mà mình đúng luôn. Kỹ là màu xanh nước biển, mình trong cái icon này nó màu tím, mình tưởng nó màu tím hay gì, nó màu xanh nước biển đâu mà kỹ nó màu xanh nước biển mà xanh nước biển nhạt. Tùy nữa, nói chung là bên Mỹ ở bên quốc tế nó sẽ màu xanh nước biển nhạt, còn bên WeWe Taiwan nó sẽ màu xanh nước biển đậm nha. Các bạn lưu ý cho mình là kỹ là luôn màu xanh nước biển nha, các bạn cao tướng các bạn phải hiểu cho mình nha. Còn về đây là chắc chắn là sẽ màu vàng, một nó có hai loại vàng, tại vì á bên quốc tế thì nó sẽ là vàng nhạt, còn bên Taiwan và WeWe thì nó sẽ là vàng vàng đậm. Thì vàng nâu đất ta ta gọi là nâu đất, người ta gọi là vệ đó, có một á, loại vàng vàng nhạt và một cái loại là nâu đất. Nâu đất thì tồn tại trên bên server Trung Quốc và Taiwan, đó là WeWe và Taiwan. Đây các bạn nhớ kỹ cho mình nha, luôn luôn trong đầu là đã là màu đỏ, vệ vệ là màu nâu đất hoặc là màu vàng, còn kỹ là màu xanh nước biển hoặc là xanh da trời đấy nha. Thì đó là một cái điều đơn giản thôi, cái điều thì ai cũng nắm hết rồi. Thì chúng ta sẽ tiếp theo đến cái bài luôn, cái phần sau nữa là cái phần để các bạn đánh giá coi một con võ sĩ nó theo hướng nào nha. Thì theo bảy tuần hoàn đó là đã khắc kỹ, kỹ khắc vệ, vệ khắc đã. Thì mình sẽ nói cho con đã đầu tiên. Đã là sao? Đã là đam theo thời gian, nói chung là càng về sau là không không phải càng về sau nữa mà là đã đam rất là cao lúc đầu, từ tuần đầu và càng về sau thì nó sẽ mức đam nó sẽ giảm từ từ, và nó nếu nó không giảm nó sẽ kiểu nó cứ đường thẳng hoài đó, nó cứ đường thẳng hoài đó, chứ nó không có kiểu như là không có cao quá cao cũng không quá thấp nữa, nó cứ trung bình mình gì đó, kêu ta gọi đam theo thời gian. Nói chung là theo thời gian từ từ, thì nó cũng tùy thôi, tùy đánh vô con nào thôi. Đánh vô kỹ thì đam nó sẽ, nếu mà theo thời gian nó sẽ rất là cao, còn đánh vô vệ thì bắt đầu nó sẽ từ từ nó xuống. Cái này thì đó là quy luật rồi, các bạn phải biết trong ngũ hành nó phải có khác, thì đương nhiên trong đây nó không phải có khác nhau. Thì đã nó sẽ khắc kỹ điều này là các bạn nào mà đã mà gặp kỹ sẽ các bạn test đam, các bạn sẽ cảm thấy con đã của mình rất là yên ba, kiểu dồn là không thể chết quen, dồn vô cái là đam đam nổ to, thì đó là cái hiện tượng là khác đó, các bạn phải nên nhớ nha. Thì đã thì sẽ có điểm mạnh như thế nào, thì đã là điểm mạnh đó là đam rất là cao, cường quá sát thương chí mạng đấy. Cái đặc điểm mạnh nhất là nó cường quá sát thương và sát thương chí mạng của nó rất là cao, thì đó là điểm mạnh của nó. Mình sẽ nói một cái điểm mạnh cơ bản thôi, tại vì có nhiều con nó sẽ khác nhau, có nhiều con đã nó sẽ có điểm mạnh khác nhau, mà mình chỉ ở đây mình cái clip mình chỉ nói những cái điều cơ bản để bạn nắm bắt được, để các bạn sắp xếp tướng nha. Thì đối với cái mà con đã thì nhược điểm của nó khá là khó chịu, đó là thường thường nhược điểm của đã rất là thấp, cái máu của nó rất là thấp, thủ cũng thấp, kháng hiệu ứng cũng thấp, nói chung là nó như một con AD vậy đó. Các bạn chơi Liên Minh Huyền Thoại các bạn biết đó, con AD nó sao rồi, con đã y chang vậy đó. Lúc đầu thì đam nó cũng vừa đủ, kiểu không lớn cũng không thấp cũng không nhỏ không thấp gì đó, kiểu như đam lúc tuần một á thì nó sẽ chưa hẳn là yên ba nhưng mà cũng được. Nó bắt đầu là nó cuồng quá đam lên tại tuần một, bắt đầu tuần hai là nó sẽ nổ đam, các bạn coi tuần hai nó nổ đam đã mắt lắm. Các bạn nào chơi gấu rất là thích mấy con đã thì nhìn mắt đam nó rất là đã mắt. Thì đấy, điểm mạnh điểm yếu mình đã nêu rồi, điểm mạnh các bạn nên nhớ trong đầu của mình là đã điểm mạnh là đam rất là cao, và theo sát thương theo thời gian dài tùy vào cái mục tiêu nó đánh làm kỹ hay là vậy mà căn cứ vào đó để tính sát thương nha, để coi nó cao hay là thấp nha, hoặc hay là trung bình đấy. Còn điểm yếu á thì phải nắm rõ điểm yếu của nó là rất là thấp, máu hay là cái gì nó cũng thấp cả. Thì các bạn đã cho mình phải kẹp cho mấy con nào vệ cứng hoặc là kỹ cứng cũng được, đặng cho nó cover cũng đã tốt, là các bạn có thể lật kèo trong mọi tình huống, mặc dù là các bạn có thể lật kèo trên cỡ khoảng 200-300 ngàn được chiến, thậm chí là có triệu không, nếu mà các bạn sắp đội hình tốt thì điều đó là quá hiển nhiên. Nếu mà các bạn gặp đối thủ là kỹ, đây là một cái con mồi ngon của đạt đây. Thế thôi, chúng ta sẽ đến với kỹ, một con tướng có thể gọi là gần như hoàn hảo nhất game, nhưng mà tiếc đó là vì nó quá chỉ số nó quá đầm đi, nó không có gì gọi là vượt trội cả, thì đó là sao ta, đó là cũng không hẳn là phá nhất game mà cũng không hẳn là yếu nhất game. Kỹ nó chuyên dạng là support hỗ trợ tốt nhất game, nó hỗ trợ nói chung là mình cũng một chín mười, ví dụ support nó hỗ trợ, con tăng nó hỗ trợ 10 á thì con kỹ nó đang hỗ trợ chín phần rồi. Không, thì chúng ta sẽ đến với kỹ, điểm mạnh của nó là gì, điểm mạnh của nó là hiệu ứng cao này, hiệu ứng khống chế rất là cao. Mình bên gen của mình ta gọi là thật là CC, CC là hiệu ứng khống chế của nó rất là cao. Thì hiệu ứng khống chế cao này, xuyên kháng sát thương này, đây, xuyên kháng sát thương, giảm giảm kháng sát thương, đây, đây là điểm rất là mạnh của kỹ, nhớ các bạn nha, xuyên kháng sát thương, giảm kháng sát thương, đây, và giảm kháng hiệu ứng nữa. Và nó hiệu ứng rất là cao, cái hiệu ứng gây lên
vậy hay là bất kỳ gì đó nó khá là cao, nó rất là cao luôn, tại vì kỹ nó vốn thì vốn khá là cao lắm. Nói chung là kỹ là các bạn dính hầu như đó kỹ mà hồi tư chấp 14 và tư chấp 15 đó, là hơn 50% quan các bạn sẽ dính. Nếu mà tôi mộng dính là các bạn xung tôi đang là các bạn sẽ dính hiệu ứng của nó, bởi vì nên nó ra hiệu ứng của kỹ là cao nhất kia. Còn điểm yếu là gì? Điểm yếu thì nó rất là cũng hỏng mỏng lắm, nó rất là sợ đã, thì đã rất là sốc đam chết, tại vì nó không phải kiểu như con vệ nó đứng nó cùng có sát thương được. Đây, nó không có cùng có sát thương được, nó kiểu như các bạn cứ bạn lắp miếng 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 nó không ra được gì cho nó. Và các bạn thấy nó cũng có trâu một tiếng, là trâu hơn con đã một tí, trâu hơn chút xíu kệ cho chút xíu thôi, không có gì kèo cho nó, bị rất là sợ đã, cũng tính là dạng mỏng, cái dễ bị sốc đam chết thôi, thế thôi, đó là điểm yếu. Nhưng mà kỹ thì rất là thích mấy con rùa, ta gọi là vệ, vì cái điểm mạnh là xiên kháng của nó, xiên kháng của nó rất là khó chịu, và cái hiệu ứng làm cho vệ không thể ra chiêu, cũng hầu như là không thể trụ nổi qua 5 turn, rất có thể trụ nổi, mình nói rất có thể trụ nổi qua 5 turn nha, tại vì nó xuyên kháng gì ai mà chịu nổi không, mẹ tôi giờ tôi cũng chịu có nổi đâu, mẹ giọng sứ mẹ nó tạo nó tán xuyên thủ vậy tôi chơi được nó không. Rồi chúng ta sẽ nhâm nên nhớ nha, tôi nhắc lại nhâm nên nhớ nha, kỹ là xuyên kháng tốt, nói chung là xuyên kháng tốt, hiệu ứng cao, xuyên xuyên kháng sát thương nè, xuyên kháng giảm hiệu ứng của mục tiêu đây, và nói chung khắc chế vậy rất là cứng nha. Còn điểm yếu thì là khá là mỏng, rất sợ bị sắp đam chết, nói chung là khá là mỏng nhưng mà cũng trong đã một tí nha, nhưng mà rất sợ bị sắp đam chết đây, nên nhớ. Rồi, chúng ta đến với vậy một con gọi một cái hệ mà rất nhiều người chơi mà cũng là rất nhiều anh em chơi, đó là một cái hệ chơi cuồng ngay mình vệ vệ hiêu hay các kiểu. Một con vệ thì khá là nhiều người chơi, đó là sáng thấy rùa, một cái meta thật sự là một tuổi thơ đó mình, tại vì hồi đó mình cũng chơi sáng thấy rùa và cũng rất nhiều người chơi sáng thấy rùa, bây giờ con nghe nghe bass của nó rất là trâu, các bạn cảm thấy là ừ, hay rùa ấy cũng đã rất là trâu, thì đó là thuộc tính của rùa, nó là vậy, nó khá là trâu rồi, nó là trâu những game này. Thì điểm mạnh của rùa là gì? Kháng sát thương, kháng kháng sát thương, giảm giảm sát thương, đây, kháng hiệu ứng đó, các bạn thấy ở đây không nè, gì kháng chí mạng nữa, kháng chí mạng, kháng sát thương, kháng hiệu ứng, đây có hai cái đó thôi là các bạn đủ rồi, con vệ rất là cao rồi. Đây, vệ không sợ đã, vệ là dùng đã là đã đánh vô vệ như gãy ngứa các bạn, các bạn như kiểu bạn đang cái tay bạn cầm AD rồi các bạn bắn như con ram mút á, như gãy ngứa và bắn như cái vỏ cái con nhím vậy, bạn đứng mà bạn cầm con nhím lên tay bạn đâm vô bị đâm á, kiểu kiểu phải đâm á, kiểu kiểu vậy đó. Thì điểm mạnh nó là như thế, các bạn điểm mạnh các bạn sẽ thấy ồ mấy con vệ này khá khá là dễ chơi, nhưng mà sinh ra thì phải có khác chứ không, thì kỹ rất là thích với con vệ đó là gì? Xuyên kháng, giảm kháng hiệu ứng, xuyên kháng sát thương với xuyên kháng hiệu ứng, nói chung là nói chung là kiểu xuyên, nói chung các bạn tôi nói, nhưng mà tôi nói thì tôi sẽ không kể hết được, tôi chỉ nói đơn giản vậy thôi nè, cho nó hiểu là kỹ nó sẽ xuyên, nó một dạng xuyên mà nó giảm đây, còn đã nó sẽ bút đam nó đánh, còn vệ nó sẽ bắt đầu nó thủ một cách là gì, nó bút kháng sát thương lên đây, kháng sát thương kháng chí mạng lên, đằng kỹ nó không thể mà dồn đam được đây. Còn vệ cái điểm yếu của nó là gì? Đam rất là thấp, thấp thôi, nó đam cũng khá là thấp thì dễ bị kỹ nó khắc, tại vì không có đam thì đánh kỹ không có được, kỹ thì nó vừa có đam vừa có hiệu ứng thì rất khó đánh kỹ, thì bạn nên nhớ kỹ cho mình cũng nhắc lại luôn là nhớ kỹ vậy là sao, kháng sát thương tốt, kháng chi mạng tốt, kháng hiệu ứng cũng ổn thôi nha, và cái xuyên kháng mà đã xuyên kháng nó rất là khó đây, nó bút cái xuyên kháng à, nó bút cái kháng bởi vì đã rất là khó sắp đam chết đó nha. Thì đó là một đó là bài học của chúng ta ở đây thì như đó thôi, nữa thì series này sẽ có nhiều các bài học khác nhau, thì đây hiện tại là mình tóm tắt một cái bài học rất là dễ nhớ vậy thôi, tại vì thời gian cũng đã không còn nhiều rồi, mình cũng muốn làm cái clip ngắn nhưng mà nói cho các bạn hiểu, ngắn gọn súc tích mà dễ hiểu nha. Thì đây cũng hết rồi, thì các bạn nào mà có ý kiến gì đó cứ để lại comment dưới phần bình luận của YouTube này để mình có thể nào mà đọc comment các bạn, bạn cố gắng ra ý tưởng mới chữ bí của nhau mà ha. Thì rất mong được sự ủng hộ của các bạn, nói chung thì cũng nhờ mấy ông thì tôi mới có được ý tưởng YouTube thôi chứ không nhờ mấy ông thì mấy ông không ủng hộ lấy tôi làm mình à. Không, tôi làm tôi cầu rất là chán không mà, nói chung mấy ông ủng hộ thì tôi có tinh thần, tôi làm chút tinh thần thôi đây ha. Rất cảm ơn mấy ông đồng hành cùng thôi đến với quãng đường cũng như là hơn 1 năm qua, thì tôi chúc nhau thì ráng vượt qua dịch cách gọi là cố gắng vượt qua dịch, tôi cũng đang phòng dịch hạn chế ra đường nhất có thể nha, mà nếu mà có ra đường nhận đồ của shipper thì hãy đeo khẩu trang và đi xong rồi phải vô nhà rửa tay hay là xịt ha, cho nó bay vi khuẩn đi nha. Thì chúc các em có một ngày tốt lành cùng người thân và gia đình, và hãy nhớ là học thì cố gắng học, game thì chúng ta lớn lên chúng ta vẫn còn nhiều thời gian chúng ta có thể chơi, học thì cố gắng nha mấy ông, cố gắng học, học là học, chơi là chơi nha, cái một mấy mấy ông phải kiên quyết phân định hay chia hai đó ra, học xong phải chơi, học đầy đủ hết rồi. Lúc đó mấy ông mệt rồi mấy ông nghỉ mệt, mấy ông xả stress rồi mấy ông chơi một cách ồ tôi nói mấy ông ngồi vô bàn phím mà thôi gọt rồi, mình học xong rồi mình chơi rồi nó thoải mái gì đâu mấy, cái mấy ông mà không học cái mấy ông không làm bài tập về nhà hay gì đó cái mấy ông chơi mà hồi nãy mình làm gì ta, hồi nãy mình làm bài tập gì ta, mình sợ mình luôn á, hồi làm mình chơi thôi cảm ơn cứ chủ quan rồi kệ đi, học sẽ chơi, hồi làm chơi họ tới 12 giờ khuya luôn cái rồi xong ồ sáng mai làm bài kìa, rồi phải thức nguyên đêm để làm bài tập xong cái mai học online được đây. Thì mấy ông cái này là mấy ông nghe không nghe thôi, tại vì tôi cũng có lời khuyên cái tiếng nhỏ ha, thì mấy ông nào nghe thì tốt, còn không nghe thì có như là tôi nói trên trời vậy đó ha. Thì rất mong được mấy ông ủng hộ nha, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại, và nếu mà mấy ông đừng quên là mấy ông hãy cho tôi xin một cái đăng ký kênh nè, một cái like video mà cũng như mấy ông cảm thấy hay hãy chia sẻ video này để tất cả mọi người nào mà muốn chơi Viện Dưỡng Chức 8 hay là muốn chơi một game chiến thuật nào đó là nó im ba, nó kiểu không có bị gọi là pay to win, thì đây là một cái game rất là
có rất rất là dễ chơi, cũng không hẳn là bay tung win, nói chung là cũng có thể cân được nếu các bạn biết chơi, nếu bạn biết sập đoàn ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo lần sau nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Thank you all guys, bye bye, see you again, bye bye.